Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách mua thẻ Garena trên điện thoại bằng ứng dụng là VNPay. Thì hiện tại ứng dụng VNPay ấy đang có chương trình khuyến mại vô cùng là xịn sò. Sau khi mà chúng ta tạo tài khoản đúng theo các bước thì VNPay sẽ tặng cho chúng ta gói quà trị giá 1 triệu đồng. Trong đó thì 80.000 là tiền mặt nạp trực tiếp vào tài khoản ví VNPay. Chúng ta có thể là mua sắm online này, mua thẻ Garena này, mua thẻ điện thoại này. Nói chung là mua được cả thẻ game. Thì anh em nào mà chưa biết cách tạo tài khoản VNPay để nhận thưởng gói quà tặng trị giá 1 triệu đồng thì mọi người có thể là xem cái video của mình. Thì video đó mình sẽ để bên dưới mục mô tả video này. Mọi người kích vào xem video và làm theo các bước thì mọi người sẽ nhận được gói quà tặng 1 triệu đồng. Và mọi người cũng có thể là sử dụng cái gói quà tặng đó để mua thẻ Garena mọi người nhé. Rồi bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cách mua thẻ Garena bằng ví điện tử VNPay nhé. Rồi sau khi mọi người đã tải và tạo tài khoản thành công ví VNPay thì mọi người sẽ vào cho mình cái ví VNPay này. Thì nếu mọi người làm đúng các bước như cái video mình hướng dẫn thì mọi người sẽ có 80.000 đồng trong cái số dư ví VNPay này. Ở đây thì mình đã rút về, ở cái video trước ấy mình đã hướng dẫn mọi người rút về rồi. Ở đây thì mình lại nạp vào đây này, mình có cái lịch sử của mình này. Như mọi người thấy này, ở video trước ấy là mình đã được cộng 80.000 này, gói quà tặng 80.000 đây. Và mình đã nạp thêm 20.000 vào nữa để mình rút 100.000 về. Bây giờ mình lại nạp thêm 20.000 vào để mình hướng dẫn mọi người cách mua thẻ qua cái ví VNPay nhá. Còn nếu mọi người mà sử dụng ví VNPay rồi mà chưa có tiền thì mọi người nạp vào nhá. Nạp bằng cách là sử dụng tài khoản ngân hàng của mình liên kết và nạp vào mọi người nhá. Còn nếu mà ai mới tạo tài khoản VNPay thì mọi người sẽ có 80.000 và mọi người có thể là mua luôn thẻ Garena nhá. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cách mua này. Mọi người sẽ quay ra ngoài cho mình. Mọi người sẽ vào cho mình một cái chỉnh duyệt ở trên cái điện thoại. Ở đây mình sẽ dùng Chrome này. Tiếp đến mọi người sẽ vào cho mình cái trang là thegioirieng.com. Mọi người sẽ vào cho mình cái mục là menu nhá. Mọi người sẽ chọn cho mình cái mục là sim thẻ cào. Và mọi người sẽ nhìn thấy rất nhiều cái nhà cung cấp thẻ ở đây. Garena này, Zing này, chung là rất nhiều. Ở đây thì mình sẽ chọn là Garena. Và mọi người sẽ nhìn thấy này, chọn mệnh giá này. Mọi người mua thẻ mệnh giá bao nhiêu thì mọi người chọn vào. Ở đây thì mình sẽ chọn mệnh giá là 20 thôi. Tiếp đến thì mọi người có thể là chọn cái số lượng thẻ muốn mua này. Ở đây mình mua một cái thôi. Và nhập cái số điện thoại vào để người ta gửi cho chúng ta mã thẻ và mã series vào nhé. Ở mục xuất hóa đơn công ty ấy, thì mọi người bỏ qua cho mình, không tích vào. Tiếp đến thì mọi người sẽ chọn là thanh toán qua VNPay này, kích vào. Mọi người sẽ xem lại thông tin. Thấy đúng rồi thì mọi người sẽ chọn cho mình mục là thanh toán ngay. Bây giờ mình sẽ tải cái mã thanh toán về này. Rồi, tải xong rồi. Mình sẽ vào cái mục là VNPay nhá. Mọi người mở ứng dụng VNPay lên. Mọi người sẽ chọn là quét mã QR nhá. Đây. Chọn quét ảnh từ thư viện này. Cho phép. Vào bộ sưu tập của mình này. Mình sẽ chọn cái mã mà mình vừa tải về. Sau khi chọn xong ấy thì nó sẽ ra cái thông tin thanh toán này. Đó. Số tiền là 20.000. Nếu mọi người có mã khuyến mại ấy, thì mọi người sẽ nhập vào đây nha. Vì sau khi mọi người tạo tài khoản thành công xong ấy thì nó sẽ có rất nhiều cái mã khuyến mại, mọi người kiểm tra xem. Nếu mà có thì mọi người sẽ nhập vào đây. Rồi mọi người sẽ chọn tiếp tục. Bây giờ thì mọi người sẽ chọn là xác nhận giao dịch này. Chúng ta sẽ thanh toán trên ví VNPay hoặc là trên cái tài khoản ngân hàng mà mọi người liên kết vào nha. Ở đây chỉ ví VNPay chúng ta á. Nếu mọi người mới tạo ấy, thì nó có 80.000 rồi. Chúng ta thanh toán luôn bằng ví VNPay nha. Rồi mọi người sẽ chọn là xác nhận. Bây giờ thì mọi người sẽ nhập cái mã pin của cái VNPay vào nhé. Mọi người chọn xác nhận này. Như vậy là chúng ta đã giao dịch thành công rồi này. Bây giờ thì mình sẽ vào tin nhắn để kiểm tra xem đã có mã thẻ nhé. Mình vào tin nhắn này. Như mọi người thấy đây, mình đã có một tin nhắn từ Thế Giới Di Động gửi cho mình cái mã thẻ và series. Mình chọn vào này. Đây, mã thẻ của mình đây nhá. Bây giờ thì mình sẽ lấy mã thẻ này để nạp mọi người nhá. Thì để nạp thì mọi người sẽ thoát ra. Mọi người sẽ vào cho mình một cái chỉnh duyệt Chrome hay là chỉnh duyệt gì ở trên điện thoại mọi người là được. Tiếp đến thì mọi người sẽ vào cho mình cái trang là nạpthẻ.vn nhá. Và mọi người sẽ đăng nhập vào cái game mà mọi người muốn nạp. Ở đây thì mình sẽ vào game Free Fire này. Chọn đăng nhập theo ID này. Nhập ID người chơi này. Chọn đăng nhập này. Và mọi người sẽ chọn phương thức thanh toán là thẻ Garena. Bây giờ mọi người sẽ nhập cái mã thẻ mà mọi người nhìn thấy ở trong tin nhắn ấy. Sau khi nhập xong mọi người chọn xác nhận nhé. Mọi người thấy không? Giao dịch thành công này.
Như vậy là chúng ta đã nạp thẻ Gala 20.000 thành công mọi người nhé. Như vậy là mình đã hướng xong cho mọi người cách mua thẻ Gala thông qua ví điện tử VNPay. Và hiện tại chương trình đăng ký tài khoản VNPay sẽ được tặng gói quà tặng trị giá 1 triệu đồng và 80.000 là tiền mặt, thì mọi người có thể là để mua thẻ Gala hay là thẻ điện thoại và mua sắm trên ví VNPay nhé, vô cùng là tiện lợi. Nếu mọi người chưa biết cách tạo tài khoản thì mình có làm video hướng dẫn mọi người cách chi tiết cách tạo tài khoản ví VNPay để mọi người có thể là nhận được gói quà tặng lên tới 1 triệu đồng mọi người nhá. Link video mình sẽ để bên dưới một mô tả video này, mọi người click vào xem nhá. Rồi thì chắc là mình sẽ kết thúc cái video tại đây. Mọi người xem video mà thấy hay, thấy hữu ích thì nhớ là cho mình một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh và nhớ bấm chuông để theo dõi những cái video mới nhất từ mình nhá. Còn bây giờ thì xin chào tất cả mọi người. Bye bye.